Cuộc sống, xã hội theo một góc nhìn mới, đa chiều, thẳng thắn, cởi mở, bất ngờ. Chuyện cuối tuần với đạo diễn Lê Hoàng. Chào các bạn, đây là chương trình Chuyện cuối tuần trên kênh VTV9 của Đài Truyền hình Việt Nam. Trước mắt chúng ta là nghệ sĩ Đình Toàn. Một người mà nhìn thì ngây thơ thế này thôi, nhưng mà đã từng đóng vai Lê Long Đĩnh vô cùng nham hiểm, vô cùng sắt đá và vô cùng gian ác trong một bộ phim nổi tiếng. Dạ, em chào anh Lê Hoàng và Đình Toàn, chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện cuối tuần. À, hôm nay chúng mình sẽ nói một cái chuyện vui đi nha. Đó là nghệ sĩ lớn đóng kịch thiếu nhi. Dạ, anh nói là lớn con hay lớn tuổi anh? Không, lớn là lớn cả con, lớn tuổi. Nhưng mà đối với Toàn bây giờ, năm nay là Toàn phải đến 20, 21 rồi đúng không? Dạ không, em mới 12. Toàn nó công nhận là gần đây á, là kịch thiếu nhi rất là lên, gọi là sao nhỉ? Rất là được là, mùa. Được mùa không? Dạ. Nghĩa là phải nói là đầu tiên là sân khấu IDCAP gần như là một cái sân khấu đầu tiên mà gọi là đi đầu trong kịch thiếu nhi. Dạ. Hàng năm đến mùng 1 tháng 6 và đặc biệt trước đây là đến Trung Thu. Dạ. Là có. Và sau khi sự thành công của sân khấu IDCAP rồi thì là các sân khấu khác cũng đua nhau làm kịch thiếu nhi. Dạ. Và mình cũng đã từng tham dự những cái vở kịch ấy rồi. Trời ơi, trẻ con nó theo, nó xem, nó reo hò, nó có cái gì nó khác người lớn vô cùng. Từ năm 2000 anh, khi sân khấu kịch IDCAP bắt đầu làm series Ngày Xưa Ngày Xưa. Thì tức là tụi em lúc đó mình có thể gọi là ăn theo cái nhóm Chuyện Ngày Xưa, là nhóm lưu loa trên truyền hình. Và lúc đó nó cái tiếng vang nó rất là lớn. Và dần dần thì Ngày Xưa Ngày Xưa nó trở thành một cái thương hiệu. Và giống như bản thân em, khi em lớn lên em biết ở cái đất Sài Gòn của mình có. Anh nhớ thời mà băng đĩa đồ mà mình còn đi thuê mướn băng hay mình đi mua băng đĩa thì có hai sản phẩm băng đĩa. Ra một cái là mình thấy tất cả các bản, người ta ghi những cái bản ở ngoài các tiệm băng đĩa là chương trình mới, đó là Ngày Xưa Ngày Xưa. Dạ, và nó tạo thành một cái thương hiệu rất là lớn cho tới bây giờ. Và thậm chí cho tới thời điểm này, năm 2019, 19 năm qua thì Ngày Xưa Ngày Xưa của IDCAP là vẫn là chương trình bán vé trước. Thậm chí là bán vé trước khi vở diễn phúc khảo, và khán giả họ cũng không biết nó sẽ làm cái vở diễn nội dung gì hay dở ra mà sao, cái đã mua, cái đã mua trước cái đã. Và thậm chí tới gần ngày thì anh sẽ rất vô cùng khó khăn để kiếm được vé Ngày Xưa Ngày Xưa. Đúng rồi, cái là thế này này, nhiều người cứ nói kịch rồi cải lương thì điện ảnh của người lớn. Dạ. Mà quên rằng cái mảng thiếu nhi á, thứ nhất là ăn vô cùng á, thứ hai là được chờ đợi vô cùng. Trong điện ảnh ấy, bọn chúng mình cứ nói là có một đạo diễn giàu có vô cùng âm thầm nhưng mà thu hoạch rất cao là ông Trung á. Anh Trung. Ông Trung mà chuyên môn làm cái cổ tích á. Dạ. Đúng không? Nghe thật, ông làm bao nhiêu tập, tập nào cũng đông, tập nào cũng hay. Tại vì em nghĩ cái thị trường thiếu nhi nó là một cái thị trường rất là lớn. Rất là lớn. Và rõ ràng là phụ huynh giống như là các con học cả một năm vất vả được, nghĩ thôi bây giờ 1 tháng 6 phải cho con đi tham gia cái gì. Em nhớ hồi xưa lúc mà tụi em làm là vẫn còn Tuổi Thần Tiên ở nhà hát Hòa Bình ha, rồi Ngày Xưa Ngày Xưa, và sau đó rất nhiều những đơn vị khác ra luôn liên tục những cái thiếu nhi, những cái hoạt động thiếu nhi. Có khi mình thấy là ở đó dù em ấy có một mùa 1 tháng 6 hoặc là Trung Thu đi, nó tới 5 hoặc là 6 chương trình thiếu nhi nó bung ra một lúc, nhưng mà vẫn có rất nhiều người đến với bên sân khấu Ngày Xưa Ngày Xưa. Thì em nghĩ quan trọng đó là cái việc chúng ta phải nghĩ tới việc đầu tư và làm cho chương trình đó như thế nào. Bởi vì thật sự Ngày Xưa Xưa nó làm cái chương trình rất là lớn. Rất là lớn. Và nó được đầu tư nhiều. Mình sẽ nói về một cái vấn đề mà có nhiều người có thể ngạc nhiên và có nhiều người còn hơi thắc mắc. Đó là tại sao kịch thiếu nhi của chúng ta, đặc biệt ví dụ trên sân khấu đi cát chẳng hạn, lại phần lớn lại do các nghệ sĩ nhiều tuổi đóng. Và đúng không? Người ta cứ nghĩ là trẻ con thì nó thích trẻ con. Đúng không? Ví dụ như cho những chương trình những bông hoa nhỏ trên truyền hình thì là trẻ con hát đó ra. Nhưng mà các cái chương trình thiếu nhi mà ở nhà hát Bến Thành ra IDCAP ấy, đôi khi có những người 50-60 tuổi nhá. Dạ. 50-60 gọi là 60 thì họ không biết, chứ 50 là đầy rồi đó. Và đóng mà trẻ con nó say mê. Đã say mê. Thì vấn đề là Toàn với tư cách là một người nghệ sĩ thì giải thích cái dùng cái điều này. À, thật ra khi anh so sánh ví dụ chương trình những bông hoa nhỏ, chúng thấy trẻ con hát bởi vì nó chỉ đứng lên và hát một bài hát rất là đơn giản. Nhưng để anh làm một vở kịch thiếu nhi nó không đơn giản như vậy bao giờ. Và bản thân em ở vai trò diễn viên và cả đạo diễn nữa, thì anh biết có những cái vở
tụi em phải mời một em bé thiệt như tụi em là em bé giả. Và khổ vô cùng đó. Mỗi dạ khi đúng. Mà dùng một em bé thiệt thì khổ vô vất cùng. Vất vả vô cùng. Vì thực ra anh biết cái áp lực diễn ở trên sân khấu, các con không quen, và cái kỹ thuật, kỹ năng nữa thì nó không có được nhiều, nó không có được sức khỏe. Còn giống như tụi em có những ngày diễn 3 suất và một cái sân khấu nó lớn, em phải chạy đồ này chạy đồ kia, mua giỏ, đánh đấm, nhảy hát từng lần các loại, thì thật ra là cái đó chỉ có người lớn mới làm nổi. Và em có cũng điều là cũng may mắn là những người lớn như tụi em và những U50 đầy như anh nói ở trên sân khấu IDCAP, tụi em vẫn còn sức khỏe để đảm đương vai trò đó, và rất mừng là mình vẫn còn đủ sức hấp dẫn để các em tin rằng anh Đình Toàn chỉ mới khoảng 14, 15 tuổi thôi thậm chí là có khi 8, 9 tuổi, và anh Thành Lộc đã từng đóng Na Cha 3 tuổi. Là thế này này, thật ra thế này này, không phải vấn đề là kỹ năng sân khấu đâu. Tất nhiên kỹ năng sân khấu thì đương nhiên rồi, nhưng mà nó có một cái nữa rằng là mình phải có cái tâm hồn trẻ thơ. Có biết là Hoàng nói thế có đúng không? Tức là mà khi cái người mà đã có rồi 80 tuổi nó vẫn còn. Bởi vì là cái tâm hồn nó không đi với lại cái hình thức bên ngoài. Mà những cái người sĩ đã có cái tâm hồn trẻ thơ là rất là lạ. Họ có vẻ tăng động. Em nói đùa chứ, thật ra là rõ ràng là mình làm việc với trẻ con thật sự phải là những người có tâm hồn nó trẻ trung anh. Tức là và mình nghĩ những cái điều như trẻ con nghĩ. Nó rất là khác lạ, mà đôi khi á, sau những cái gì mình làm thì mình ngồi mình nghĩ lại, em nói thật, người bình thường không ai dám làm như mình. Cái làm mình cảm thấy nó hơi lố mà. Dạ, nó quá lố. Anh biết giống tụi em thường ngồi nói chuyện nhau, cái xong dụ như em diễn đi, diễn xong vô cái mọi người dòm nhau, mày gan á, mày gan mày mới dám làm vậy á, hoặc là mày tin thấy sợ luôn á. Tức là tụi em có một cái lòng tin vô bờ bến rằng mình chỉ mới được sinh ra đời thôi, và để làm một cái nhiệm vụ rất là thăng hoa ở trên sân khấu thiếu nhi. Và sau đó, sau xuất diễn nghĩ lại thì trời ơi, tại sao mình có thể làm điều đó và tại sao mình dám làm như vậy. Toàn hãy nói một cái ví dụ như thì miêu tả là cảm xúc mà khán giả thiếu nhi thường họ khác với khán giả người lớn ở cái điểm gì. Dạ, thì em nghĩ là đối với cái bé thiếu nhi á, nó dễ tin hơn. Các bé lòng tin tràn đầy. Và em nghĩ một cái lớn nữa là lòng yêu thích. Tức là ví dụ đi, các bé đã yêu thích anh Đình Toàn thì em làm cái gì thì cũng thích đúng không? Em làm cái gì cũng thích. Em thậm chí nếu mà em làm hoàng tử cũng thích. Em làm hoàng tử, em làm người tốt thì đương nhiên rồi. Nhưng nếu như em làm những vai ác thì các bé cũng thấy cái ác đó nó cũng dễ thương. Dễ thương. Nhưng mà bao giờ cuối cùng thì vẫn phải là làm cái việc là sau những cái ác đó thì thôi bây giờ mình hứa mình sẽ không ác nữa. Mình sẽ trở nên ngoan hiền ha các bạn, ha các bạn tha thứ cho mình không? Đó thì các bạn vậy. Ha thì đó là, ai tha thứ cho mình thì vỗ tay hai cái là vỗ tay. Rồi tất cả lỗi lầm đều được bỏ qua. Cái gọi là cái phản ứng của khán giả thiếu nhi nó mạnh và nó hồn nhiên hơn người lớn rất là nhiều, đúng không? Đương nhiên. Và nó tức thời ngay lập tức, đúng không? Dạ đúng. Toàn có thấy một điều không? Đóng kịch thiếu nhi á, nó làm cho mình trẻ ra. Dạ, ít nhất là về lòng tin anh. Mình nói cho Toàn nghe thế này này, không phải ở Việt Nam đâu. Dạ. Ở Nga nó có một cái nhà hát thiếu nhi. Thì thật ra toàn bộ đóng con ếch, đóng con thỏ, đóng cái gì cũng là người già, thậm chí 60-70 tuổi. Họ vẫn ra, họ vẫn nhảy múa ca hát cho trẻ con. Chứ trẻ con lại không đóng được như thế. Thứ nhất là về sức khỏe, thứ hai là cái kỹ năng. Và thứ ba nữa, nếu mà toàn theo những cái phim của Hollywood ấy, thì là hoạt hình thì nhân vật là vẽ đúng không? Dạ. Nhưng mà cái lồng tiếng là người lớn. Dạ đúng. Mà tần các nghệ sĩ lớn lồng tiếng à? Đúng là cái ngày này. Cái kịch thiếu nhi ấy, nó còn phải có những cái kỹ năng mà chỉ có những người thành thạo cái sân khấu mới làm. Dạ đúng. Thì thật ra em nghĩ cho nên mình có nhiều nghệ sĩ nhưng diễn cho thiếu nhi và được thiếu nhi chấp nhận thì cũng không nhiều lắm. Thì thật ra là thiếu nhi nó cũng có những cái nhân vật mà nó yêu mãi mãi đấy mà. Dạ đúng. Tức là ví dụ cùng một lứa với nhau, cùng lứa với tất cả tụi em đi. Ví dụ như Đình Toàn, Đại Nghĩa thì Đình Toàn bắt buộc phải là hoàng tử và chú Đại Nghĩa phải là giai ác. Thế à? Dạ. Còn chú Đại Nghĩa rồi thì nó bị gì? Chẳng có nó tẩy chay ngay à? Nó không tin. Nó không tin và nó sẽ không xem. Giống như em nói cô Mỹ Duyên nhưng bây giờ. Nhưng mà ở ngoài đời thì ngược lại là Đình Toàn thì ác hơn Nghĩa chứ ai chẳng. Đấy, vậy anh ơi. Nó ngược.
có thể bây giờ em nói cái bé ngây thơ lắm. Yeah. Em nói ví dụ cô Mỹ Duyên thì cô Mỹ Duyên phải làm công chúa. Thế à, Thành Lộc vừa là Na Cha vừa là phù thủy. Dạ. Vừa là cái gì lung tung cơ mà. Dạ đúng rồi, tức là chú Thành Lộc thì là một dạng khác nữa, chú Thành Lộc thì các cháu nó dễ chấp nhận giống, nhưng mà giống như em ấy như bây giờ đi thì các con lại thích chú Thành Lộc làm phù thủy làm đời này nọ, tại vì giống như với cái lứa của các bé là hoàng tử là đã có chú Đình Toàn. Em nói ví dụ như thế, công chúa là cứ dính cô Mỹ Duyên rồi đó, giờ chú Thành Lộc hay là chú Bạch Long thì làm ông bà già hay là phù thủy hay là những con ma quậy quọ dễ thương thì chấp nhận hết. Dạ, cho nên em ấy là có rất nhiều em nhận nhiều câu hỏi nữa, ủa Toàn tới giờ này mà mày vẫn đóng hoàng tử hả Đình Toàn? Nói dạ, thì em nói có những thứ nó thuộc về quy luật, như nước biển thì màu xanh và anh vẫn phải làm hoàng tử thôi. À, hóa ra trên sân khấu thiếu nhi á, nó có cái sự định hình của nó. Dạ. Chứ không phải là nghĩ rằng cứ thiếu nhi trẻ con nó không biết gì là mình tùy tiện phải không Toàn? Dạ đúng anh ơi, tức là mình phải đặt vô, em ấy thường á giống như là theo kinh nghiệm. Ừ. Theo kinh nghiệm của ông bầu của em thì là phải trong cái tuồng á mà cái tên á phải ráng có chữ hoàng tử công chúa. À thế hả? Thì nó dễ bán vé hơn là anh không có. Dạ, cho nên ví dụ như là có những cái tuồng anh nói tên là giống như là công chúa tóc vàng và hoàng tử xấu xí. À, hoặc là hoàng tử công chúa và 12 vị thần bị thất lạc. À, mặc dù nó dài thòng lòng nhưng mà phải ráng anh có cái gì có hoàng tử công chúa vô, thì tại vì tụi em thường là tụi em người ta mua vé trước mà. À, và người ta chưa có biết cái nội dung thì sao. À, cho nên là nghe anh có hoàng tử công chúa thì nghe chắc chứ. Còn ví dụ như là cái gì nhỉ, cô bé quạt khăn đỏ vỏ chó sói hay cái gì là khả năng là nguy lắm đấy phải. Dạ, nhưng mà ví dụ như cái tụi đó nó quen thì được. À, ví dụ như anh diễn cậu bé rừng xanh. À, thì là anh cứ lấy đúng tên đó đi, bởi vì cái nội dung là ta hiểu. À, con đó có cậu bé rồi có vậy đó. Nhưng mà đối với cái tuồng mới mà mình viết tên này thì nên khuyến khích, nên có hoàng tử có công chúa ở ngay trong cái tựa. Cảm giác là các nghệ sĩ nam khi mà đóng vai kịch thiếu nhi ấy, hay được trẻ con yêu hơn các nghệ sĩ nữ nhỉ? Không biết có đúng không nhỉ? Thật ra cái đó em thấy thì chắc cũng không anh. À, em nghĩ nè, có lẽ đó là dù mình làm hoàng tử mà mình là nam á thì anh dễ quậy phá hơn. Là cái vai nó có thể nó vui hơn. Một cái nàng công chúa. Công chúa thì luôn luôn phải dễ thương. Dạ, phải lúc nào mới dễ thương, phải hiền diệu hoặc là khóc lóc. Cũng nhiều khi hoàng tử anh có thể quậy quọ phá phách một chút thì nó vẫn chấp nhận và nó vui hơn. Em nghĩ cái vậy, có thể là nó vui hơn, nó linh hoạt hơn. Dù công chúa anh chỉ đi nhẹ nhàng rồi, còn hoàng tử nó có thể chạy nhảy đánh đấm rồi này nọ, thì em nghĩ là các bé nó sẽ yêu thích hơn. À, có một cái điều mà phải nói rằng là mình đã lần mình đi xem cái kịch thiếu nhi, mình vô cùng khâm phục và vô cùng kinh ngạc. Đó là cái thứ mà phải nói rằng kịch người lớn hoàn toàn kém và thiếu, đó là phục trang. Phục trang của kịch thiếu nhi quá đẹp luôn. Dạ đúng. Đẹp đến mức độ là mình không, đầu tiên mình nghĩ chả ra Việt Nam làm được. Phải nói thật lòng là như vậy. Đúng. Đầu tư quá kỹ và nghĩa là đối với trẻ con cái sự bắt mà rực rỡ như vậy vô cùng. Anh biết không, em có rất nhiều người bạn. Họ bảo rằng đi đến đó nội anh xem cái cảnh trí, cảnh trí và phục trang không, là họ cảm thấy đủ cái tiền họ bỏ ra để mà mua cái vé. Thì giống như em ấy hiện nay, dù cái vé nó là 250 một vé hay 300 gì đó em không nhớ. Nhưng mà họ nói là họ xem cái đó là đủ. Và anh biết giống như thực chất có những vở, giống như khi em làm đạo diễn em biết, dù như là Hoàng tử Gấu và Hoàng tử Gấu và Công chúa Hoa Hồng, thì trong đó phục trang của tụi em là tổng cộng là khoảng hơn 100 bộ đồ. 100 bộ đồ phục trang. Nhưng mà thật ra để mặc cái đó nó vô cùng vất vả cho những cái người mặc. Em nói ví dụ trong cái bộ đồ đó khi mà chị Mỹ Duyên làm công chúa, Mỹ Duyên mặc bộ đồ đó là nó khoảng 9kg. Nó 9kg một cái đầm vậy, nó luôn cả lớp trong ngoài đồ anh mặc, và phải di chuyển là vẫn phải nhảy múa chạy cho các loại. Thì thật ra người diễn viên rất là vất vả, và để mặc cái đó đẹp thì anh phải mang cuốc nó cao tới như thế này, và mình vẫn phải nhảy múa, vẫn phải chạy, thì coi như là người nghệ sĩ họ cũng phải hy sinh rất là nhiều. Vô cùng khổ. Dạ. Nhưng mà mình cũng kinh ngạc lắm, cái là mình chẳng hạn mình thấy những cái ảnh chụp đóng vai thằn lằn, đóng vai cá sấu chỗ ấy mặc quần, cái là trang phục cái là đấy đẹp kinh khủng luôn. Hóa trang, tóc tai nữa. Tóc tai là rất là kỹ lưỡng. Dạ đúng. Rất là kỹ lưỡng. Đôi khi mình hay có cái lối thế này, trẻ con biết gì. Đúng không? Thế là làm bậy làm bạ làm quá không hề. Dạ. Trời ơi, cái là phải nói là mình rất là khen ngợi Idicap ở cái chỗ đấy, là tôn trọng trẻ con đến tối đa và làm từng ly từng tí. Bởi vì mình nhìn ví dụ như là cái đuôi con thằn lằn cũng vẽ vằn vẽ vẹn,
phải nói là khâm phục lắm. Và anh biết có cái dịp vở đó diễn xong, nhưng cái vở sau là tụi em không lấy lại đồ. Tức là chỉ đem ra và mình phải may một loạt đồ khác. Và nó quay lại cái vấn đề là gì? Mình cần có sự tôn trọng trẻ em và sự đầu tư như thế. Thì chính vì vậy mà nó tạo nên thương hiệu của kịch Incap. Và người ta đến xem vì người ta tin chắc rằng nó đẹp và nó sẽ hấp dẫn. Cái là đầu tư hàng tỷ là chuyện thường đúng không? Dạ, hàng tỷ là chuyện thường. Chuyện trước đây ấy, phải nói là ngày xa xưa mình đóng kịch ấy, một vở kịch có 20-30 triệu à. Dạ. Kịch hết đúng không? Dạ. Mà bây giờ đóng một cái vở kịch thiếu nhi tốn hơn cái kịch người lớn rất là xa. Dạ nhiều rất là xa. Và cái và thêm một cái điều nữa này, cái cường độ hoạt động của diễn viên đó, nhiều hơn người lớn rất là nhiều. Nếu mà ai nghĩ rằng là đóng kịch thiếu nhi nó nhẹ nhàng hơn đóng kịch người lớn là hoàn toàn sai. Dạ. Thứ nhất là nặng nề hơn về mặt quần áo này. Dạ. Mà quần áo này đấy, cứ thử như hôm nay này, nóng như điên thế này, máy lạnh nào mà chịu cho thấu. Dạ. Thứ hai nữa là bảo tồn cái quần áo đấy. Nghĩa là sau mỗi xuất diễn mà giặt rũ phơi phóng rồi nội cứ tìm cái chỗ để treo đồ thôi, đã gãy xương rồi. Dạ. Đúng không? Cái thứ ba, kịch thiếu nhi đâu phải là kịch đứng nói đâu Toàn. Dạ đúng. Kịch thiếu nhi là kịch nhảy múa. Đúng không? Kịch sân khấu, kịch người lớn thì đôi khi rất nhiều chỗ là cứ đứng người thoại với nhau. Còn kịch thiếu nhi thì không có, lại chuyển động không ngừng. Thì phải nói là cái sự hao tổn năng lượng kinh khủng. Dạ. Chứ không có đùa. Và thứ hai, ba nữa là đôi khi một ngày có phải diễn một suất đâu Toàn. Hai suất cũng có nữa. Ba suất cũng có luôn. Trời chết luôn đó. Và anh biết đặc biệt là khi mà sân khấu của mình nó không có nhiều kỹ thuật anh Hoàng, thì người diễn viên phải đem cái thân thể của mình ra. Thì giống như là có những cái đoạn đu dây này, bay lượn này. Ông thằng Lộc đã từng có lần ngã vào nằm viện, nằm nhà mấy cả bao nhiêu tuần ấy. Thì cũng là từ kịch thiếu nhi. Chứ còn kịch người lớn đâu có đâu. Rồi bản thân em giống như diễn Tề Thiên, em lấy tụi em là Tề Thiên Đại Náo, thì nó cần rất nhiều cái pha đánh đấm và bay nhau. Và anh phải, người diễn viên phải làm hết tất cả. Và anh biết có lần tụi em diễn bên rạp xiếc, thì em mặc bộ đồ Tề Thiên là một con khỉ lông ha, cái xong ở ngoài mặc thêm một bộ giáp nữa, rồi em đánh xong cái cảnh cuối khi mà em móc tay vô để em bay lên trên quay, mà anh phải quay để dây nó kéo lên, đã thấy anh lên, anh biết lên tới đó thì em nghĩ một cái điều là chắc chết thôi, em bỏ tay luôn. Thế à, tại sao sợ quá à? Không phải, mệt quá anh, tại vì trong đập xiếc nó không có đủ cái, tức là cái âm thanh nó không tốt và cái máy lạnh nó cũng không tốt, nó quá nóng. Tức là em diễn xong á thì là anh phải đi vô và nó có một cái quạt công nghiệp bự vậy nè. Tức là em chỉ đứng ở trước cái quạt đó cho nó thổi in, và sau đó mình giống như mình bị trúng gió ngược lại vậy đó. Cái em lên thế em nghĩ thôi em bỏ tay cho nó rớt xuống cho rồi đi. Cho chết luôn đấy hả? Dạ, tại vì nó quá mệt. Lúc đó tự nhiên có điều nghĩ là không, chỉ một phút, tại em biết là lên đó nó chỉ diễn ra mà một phút và nó hạ xuống lại, thì mình ráng là em nhắm mắt lại, em chỉ giữ cái tay là nó hạ đúng xuống một phút. Rồi cúng diễn vợ đó, tụi em diễn Bến Thành. Dây bay kéo lên nửa chừng kẹt dây. Kẹt dây thì hạ xuống không được, kéo lên không được. Thì mình cứ lơ lửng ở đó. Em cứ lơ lửng mà anh, khi anh đeo vậy nè, anh càng lơ lửng. Ví dụ nếu anh đâu di chuyển thì anh càng lơ lửng thì nó càng thích chặt vô. Thế là em bắt buộc em phải tìm cách em gỡ ra để em nhảy xuống. Thì lúc đó cái chân của em á, nó cách cái mặt sàn khoảng chừng 3 mét. Có nghĩa em lên trên cao đó. Thì xong các bạn ở dưới, các bạn nghĩ là đẩy những cái tảng đá vô. Thì tảng đá nó cỡ 1.5 mét thì để nó ngắn hơn, thì em rớt xuống nó đỡ hơn. Thì ở dưới mấy em nó đẩy vô thì mình ở trên đã thấy chết ngắt, mà ở trên mình nhìn xuống cái tảng đá ở dưới nó làm cái xương sắt á, để nó làm vô luôn luôn. Và thế là em làm cái đùng cái xuống dưới, xong em dẫn bước ra, em diễn hết cái đoạn đó để đóng màn đi vô. Thì cái quần em mặc á, toàn bộ ở trong là nó rách nguyên một chiếc y từ bên đây qua đây, và chân mình á nó chạy hết dài vậy. Và vẫn phải bước ra diễn nguyên cái đoạn sau, rồi sau đó là nằm thở lai luôn ở trong đó. Đấy. Dạ, nó có rất là khi, bởi vì em nói không điều là mình hơi chậm lòng một chút là khi mà cái kỹ thuật sân khấu của mình không như nước ngoài. Ví dụ người ta có hệ thống bay rất là ấy rồi tàn đưa lên đưa xuống, thì ở đây hầu như diễn viên phải làm. Ví dụ tụi em muốn lên một cái bậc cao thì em vẫn phải chạy cầu thang lên tới bậc cao. Và mình muốn cái gì nó hấp dẫn thì mình vẫn lao từ trên đó xuống. Và cái việc của em là gì? Tin tưởng những bạn đỡ ở dưới. Còn nếu như hôm nào các bạn bị mệt hay là chỉnh mạng một chút thì mình có thể tai nạn xảy ra. Mà nếu không cái buổi nói chuyện hôm nay với Đình Toàn ấy, thì nhiều người là kịch thiếu nhi thì diễn cho nó vui vui là được. Đơn giản, đúng không? Hài, trẻ con biết gì, 5-6 tuổi biết gì. Thứ hai ấy, là quần áo cứ lè lẹt một tí là xong, đúng không? Và thứ ba là câu chuyện cứ đơn giản thôi, mụ phù thủy rồi bắt đấy hoàn toàn nhầm. Dạ đúng. Kịch thiếu nhi là một cái sự lao động
khủng khiếp và lao động hơn cái kịch Người Lớn rất là nhiều. Dạ, đúng. Thứ nhất là về động tác, thứ hai là về âm sắc, phải nói to cho trẻ con. Dạ. Thứ ba là về phục trang, đầu tư rất là nhiều. Dạ. Đúng không? Và toàn bộ, có thể nói rằng toàn bộ một cái vở kịch thiếu nhi tốn kém hơn, mất sức hơn. Dạ đúng. Đầu tư và gọi là cái lòng, gọi là cái sự nguy hiểm đôi khi nó còn cao hơn. Dạ. Kịch Người Lớn mình xem bao nhiêu năm, làm gì có nhảy múa, làm gì có bay lên trời, làm gì có hạ xuống, làm gì có cưỡi chổi đâu. Dạ đúng, em diễn Người Lớn em chỉ cần đi ra em thoại với anh là bình thường rồi, là xong. Nhưng với thiếu nhi thì em phải chạy từ đây, và có những cái bắt buộc là giống như anh phải nhảy một cái bài nhảy 4 phút bằng một tiết tấu rất nhanh, ầm ầm dừng lại một cái là thoại. Ơ vậy bây giờ em đi, và anh không được cho các em thấy là bây giờ thì người như phải tập rất là nhiều và vất vả rất là nhiều anh đó. Thì nhân hôm nay nói chuyện với Đình Toàn ấy thì các bạn sẽ thấy một điều là hóa ra cái kịch thiếu nhi mà các bạn hoặc là đã xem hoặc là chỉ cho con mình đi xem rồi, và các bạn nghĩ rằng nó một cái gì đó cho trẻ con đơn giản, nó đã mang, nó đã cái sự gọi là nó đã cái sự lao động của cái người nghệ sĩ nó lớn lao như thế nào, nó vất vả như thế nào. Thì cái câu hỏi cuối cùng của Toàn đó là cái thế hệ sau như thế nào, bởi vì hiện nay trường sân khấu hay là có đóng có những lớp diễn viên kịch nhưng mà họ có đâu dạy kịch thiếu nhi, cái thế hệ mà nối tiếp như thế nào đây, không lẽ là khi mà Toàn già đi, Toàn 80 tuổi rồi thì trẻ con nó xem ai đây? Thật ra nó cũng là một cái điều trăn trở với những cái người nghệ sĩ, và đặc biệt là những người dàn dựng thiếu nhi, trong đó có em. Đôi khi là mình cũng muốn kiếm những cái bạn nhỏ, những cái bạn trẻ để mình có thể làm những giống như anh nói là kế thừa, em nói như thế, nhưng mà nó sẽ được đặt vào từ từ anh. Giống như hiện nay sân khấu kịch IDCAP vẫn làm, tức là trong những vở thiếu nhi của tụi em thì bên cạnh giống như em nói ngày xưa anh Lộc diễn Nata thì bây giờ anh Lộc đi ra diễn Giàn Bao để cho tụi em diễn lên những cái vai đó, và dần dần em nghĩ tụi em cũng thế, cũng sẽ bước ra và diễn những cái Giàn Bao ở sau, ví dụ như em không là hoàng tử nữa, em thành ông vua, ví dụ vậy. Dạ, thì con em là hoàng tử thì nó sẽ diễn chút chút thôi, rồi từ từ để các bạn có được cái độ chín mùi và nhận được sự yêu thích và sự chấp nhận của khán giả thì các bạn sẽ dễ dàng đứng một mình để làm cái công việc đó. Và em thấy là thực ra có rất nhiều những cái chương trình, những cái chương trình truyền hình, những cái chương trình này nọ để tìm kiếm thêm được rất nhiều các bạn nhỏ, và rõ ràng các em nhỏ bây giờ rất là giỏi. Nhưng mà đương nhiên để mình có thể làm và mình đứng vững trên sân khấu thì cả một cái quá trình lao động rất là dài và học hỏi nỗ lực không ngừng, cả những hy sinh và mất mát nữa. Cảm ơn Đình Toàn rất là nhiều. Và thưa các bạn, trước mắt chúng ta là nghệ sĩ Đình Toàn, vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn và đúng thời đã từng là tác giả của những vở kịch thiếu nhi, và các em sẽ nhớ mãi những cái điều ấy. Nếu các bạn rảnh rỗi, tôi khuyên các bạn hãy đi một lần xem kịch thiếu nhi, các bạn sẽ cảm thấy cái không khí trong trẻo, không khí hồn nhiên và cái sự ngưỡng mộ của cái trẻ con nó đối với các nghệ sĩ nó như thế nào, và các bạn sẽ, tôi tin rằng các bạn sẽ vô cùng bất ngờ. Dạ. Cảm ơn anh Lê Hoàng về buổi trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả, và Đình Toàn cũng rất mừng là khi kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay thì Toàn vẫn còn là hoàng tử quý vị ạ. Đây, anh có thể đóng phù thủy đó không? Chắc chắn được. Anh đóng hoàng tử khó chứ phù thủy em nghĩ là chắc chắn được. Ngày nào nữa, ngày nào đó mà truyền hình không dùng anh nữa, anh sẽ mò lên để đóng phù thủy. Anh nghĩ anh còn cái đất đấy để mà sống. Em nghĩ là dài. Chào các bạn, chương trình chuyện cuối tuần đến đây chấm dứt. Và chúng tôi rất hy vọng sẽ gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần sau trên kênh VTV9. Chuyện cuối tuần. Nghệ sĩ và những sai lầm phải đánh đổi bằng sự nghiệp. Em dính vào ma túy đá năm 2009. Đứng dậy sau những sai lầm. Tìm lại một cái con đường nữa, cả một vấn đề nè. Mất mát nhiều nhất đó là mất một người mẹ và mất đi lòng tin của ba em. Đón xem chuyện cuối tuần của Lê Hoàng và ca sĩ Trịnh Tuấn Vĩ. Đứng dậy sau vấp ngã. Được phát sóng vào lúc 21h35 thứ Bảy ngày 8 tháng 6 năm 2019, chỉ có trên VTV9.